À, vâng, Sokaha xin chào bác nhá. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục em test một con máy trước khi gửi cho một bác khách ở Phúc Thọ, Hà Nội. Thì bác có đặt em con mẫu này là mẫu 12V 500W. Thì cái nhu cầu của bác là bác bảo là bác mang ra ngoài ngoài ruộng ấy, bác đào một cái giếng khoan. Nó sâu khoảng 7 mét thôi nhưng mà nước kiểu như là ruộng nó nhiều nước ấy, mạch nước ngầm nó cao ấy. Nên là mực nước ở ngay trên mặt thôi. Đấy, thì bác muốn đặt con này về thì bác lấy nước giếng bác cho vào ruộng đấy để trồng lúa đó. Thì đây cái mẫu này thì em cũng đã quay và test và bán rất là nhiều rồi đấy. Thì cái mẫu này thì hôm nay em chỉ quay nhanh thôi để trước khi gửi cho bác khách thì em có quay cho bác ấy. Thì đây em sẽ đi lại gần để cho bác xem. Thì đây thì vẫn là thiết kế hộp vuông này, em sơn đen rất là đẹp. Đó, tay xách này, cực kỳ tiện, quạt tản nhiệt này. Phía sau là cái cầu dao với cái đèn báo vôn. Thì cái mẫu công suất này 500W thì nên là dòng tiêu thụ là khoảng 30A. 30A thì nên là cái áp này em 30A này. Thì ví dụ như về mà bác thấy áp nó chạy chạy mà bị hay bị nhảy ấy, thì bác có thể đấu đấu lại cái áp, mua lại áp rời, tháo ra, mua cái áp rời cao hơn lắp vào chỗ em nhá. Còn cái mẫu này em đang thiết kế nó khoảng 30A nhưng mà đấy là em hút ở cái vị trí nông với không một lực nén. Nếu như là bác hút sâu mà có lực nén thì nó sẽ giảm đi thì áp sẽ không nhảy đâu, nhưng mà ví dụ như hút hút tại chỗ và xả tại chỗ ấy, mà công suất nó lên ấy, thì có thể nó sẽ trên 30A đấy. Thì ok, thì em lưu ý cơ bản thế thôi. Thì bây giờ thì đây không biết là có nước không. Thì đây em có hôm nay có chuẩn bị sẵn cái bình ắc quy này, bình lithium để em đóng để em test máy, đồng hồ đo công suất, cầu dao đấy để em kết nối với máy để chạy. Ok, thì em kiểm tra xem là có nước không để mồi vào để test cho bác xem. Chẳng hết nước rồi. Cái này bác lưu ý ở quần kín nhá. Bác cũng lưu ý đầu hút thì bác còn kín. Còn kín thì nó mới không bị rò nước thì nó mới hút được. Rồi ok. Đây, đầu tiên là em sẽ bật cái cầu dao cấp điện cho máy này. Đó, thì mặc định là khi cấp điện cho máy thì quạt tản nhiệt bên hông này với đèn báo vôn. Đấy, bác không biết bao nhìn là vôn không? Thì nó sẽ phải sáng. Đấy, để báo. Đấy, nhưng mà máy chưa chạy nhá. Máy chạy được thì bác phải bật cầu dao này thì máy mới chạy. Ok, bây giờ em bật cầu dao nhá. Đó. Đây. Máy cực khỏe luôn. Ống này là em thu về 34 nhá. Không có 49, em dùng 34 luôn. Đây. 34 mà nước bắn xa khoảng 2 mét nhỉ. Đó, nước rất là khỏe. Đây, bóp vòi độ nén này. Đó, bắn đến ra đến góc ao luôn này. Nói chung là mẫu 500W này nó thuộc cái mẫu khỏe, khỏe của cái dòng phân khúc 12V rồi, khỏe nhất rồi. Đó, khỏe hơn thì cũng không nên làm. Tại vì là cái dòng nó ăn lớn quá, nó sẽ hao, cực kỳ hao điện. Nếu bác muốn công suất lớn hơn thì bác phải chơi những cái hệ 24, 48, 60V. Đấy thì nó mới phù hợp. Chứ còn 12V thì tối đa bác chỉ chơi tầm khoảng 30A đổ về thôi. Đấy thì nó còn đỡ. Đấy, đây. Thì đây là cái mẫu em làm để gửi cho bác khách ở Phúc Thọ, Hà Nội nhá. Đây em quay máy chạy rất là êm. Công suất nó đang ăn nó khoảng tầm 33A. Ăn gần 400W. Đấy, 33 ăn gần 400W. Đó, nếu máy con này chạy thì nó rất là mát rồi, tại vì nó công suất nó chứ không phải hoạt động tối đa, rất là mát. Rồi ok, xúc Kha xin cảm ơn các bác nhá, chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Vâng, xúc Kha xin chào các bác.